cô tên là Nguyệt. Và cũng bởi lòng ghen ghét đố kỵ, muốn phá đạo, phá nước, mà họ phỉ báng cô rằng với hai chữ Kinh Nguyệt. Mời vào đây nghe cô dạy. Nếu bạn là đàn ông thì xin thưa rằng mẹ bạn mà không có Kinh Nguyệt thì sẽ không đẻ được ra nổi bạn đâu. Nếu bạn là phụ nữ thì thử hỏi bạn có muốn có cái đó không, và mẹ bạn cũng đẻ bạn khi có Kinh Nguyệt đấy. Thưa các bạn, nếu không có Kinh Nguyệt thì làm sao sinh được con? Cớ sao lại lấy hai chữ đó ra bôi bác phỉ báng một ai đó, đặc biệt là đúng là người đang giúp các bạn bớt tạo khẩu nghiệp, quay đầu là bờ? Có một điều chắc chắn rằng bố mẹ các bạn sẽ rất buồn lòng khi biết những đứa con của mình đem hai chữ Kinh Nguyệt ra để làm trò đùa, trêu chọc mỉa mai một ai đó đấy. Đã thế lại là một người phụ nữ đang giảng dạy đạo đức làm người. Các bạn nói thế chỉ đáng thương cho các bạn thôi, chứ cô Nguyệt vẫn vui vẻ đón nhận hai chữ Kinh Nguyệt. Đừng nghĩ rằng bôi bác cô khiến cô cảm thấy ngại ngùng, nản chí. Người có tâm địa đen tối, sai trái thì chỉ đệm được chữ Kinh trước tên cô thành Kinh Nguyệt. Còn người tử tế có đạo đức, họ nghĩ chữ Nguyệt một cách trong sáng, đẹp đẽ lắm. Nguyệt có thể là ánh trăng. Nguyệt có nghĩa là Nguyệt Nga trên trời. Họ sẽ nghĩ những câu đẹp đẽ làm sao, đạo đức, yêu thương và đầy tình người biết bao. Đâu như các bạn tâm địa đen quá, cho nên toàn nghĩ bậy bạ thôi. Cô mong nếu có thể về vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ xem nếu không có Kinh Nguyệt thì làm sao có mình trên đời. Phải trân trọng hai chữ đó nha. Đừng dùng Kinh Nguyệt ra để bôi bác một ai đó. Nghiệp quả đắng cay vô cùng, kẻo kiếp sau mình trở thành phụ nữ nhưng lại không có Kinh Nguyệt để sinh con đâu. Bởi vì đã từng lấy Kinh Nguyệt ra để làm trò đùa, trêu chọc, phỉ báng người khác đó.